À, xin chào mọi người, hiện tại thì bác sĩ Việt vừa thực hiện xong một ca nâng mũi bằng sụn nhân tạo cho chị khách hàng ha. Thì chỉ sau khoảng 30 phút thôi thì chị đã có một dáng mũi mới thẳng hơn, đẹp hơn và đầu mũi dài hơn rất là nhiều ha. Chị ơi, mình thực hiện nâng mũi mình có cảm thấy đau hay khó chịu không chị? Dạ, bác sĩ thực hiện rất là nhanh đúng không? Làm cho mình ít sưng, ít bầm nhất ha. Bác sĩ Việt thực hiện đặt sụn dưới màng xương sẽ giúp cho mũi của mình vào form rất là đẹp và rất là chuẩn và không cần phải băng nẹp gì hết nha chị. Mình về mình chỉ cần nghỉ dưỡng rất là nhẹ nhàng thôi. Mình uống thuốc và mình theo chỉ định của bác sĩ á, thì mũi mình sẽ rất là đẹp nha. Đây, rồi không biết chị là thấy dáng mũi của mình chưa? Dạ, rồi bây giờ thì mình sẽ, chị ơi, chị cho em mượn cái gương đi nha chị. Đây, và bây giờ anh sẽ Mập cho mình cho chị cái được không? Dạ được, dạ được. Rồi. Dạ. Rồi, chị coi để dáng mũi của mình ha. Rồi. Rồi sau 30 phút mình thấy mũi mình thay đổi nhiều không chị? Thay đổi nhiều đúng không? Chị nhìn góc nghiêng thử đi, chị nghiêng. Rồi, và muốn biết chị thay đổi như thế nào thì mời mọi người chúng ta cùng xem hình ảnh của chị trước khi thực hiện chương trình mỗi cái bắt. Rồi, trước khi thực hiện thì đây mọi người có thể nhìn thấy, trước khi thực hiện thì mọi người có thể thấy nè, phần cánh mũi của chị hơi ngắn ha, làm lộ hai cái lỗ mũi thì nó không có được hài hòa với gương mặt cho lắm. Đây, phần đầu mũi thì phần mũi của chị cũng hơi gồ ha, đầu mũi rất là to và không có được thẳng. Thì sau khoảng 30 phút thực hiện thôi với phương pháp nâng mũi bằng sụn nhân tạo thì đây mọi người có thể nhìn thấy sống mũi không có được thẳng ha, và không có được hài hòa với gương mặt của chị lắm. Thì sau khi được bác sĩ Việt nâng mũi thì nhấn mũi đã thay đổi rất là nhiều, trong gương mặt của chị đã thanh thoát hơn rất là nhiều ha. Rồi, cảm ơn chị ngày hôm nay đã tin tưởng bác sĩ Việt ha. Chị ở quê lên đây đúng không chị? Chị ở quê, chị ở đâu chị ha? À rồi, chị ở Bạc Liêu và chị đến đây để chị đã lên đến Sài Gòn và tin tưởng bác sĩ Việt để thực hiện nâng mũi ngày hôm nay. Thì rất cảm ơn chị đã tin tưởng bác sĩ Việt nha. Rồi, em chúc chị sẽ được xinh đẹp hơn và sẽ mũi mình sẽ vào form đẹp hơn nha. Rồi, cảm ơn chị và cảm ơn mọi người.